Thưa quý vị và các bạn, huyện Hòa An được mệnh danh là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp. Một số sản phẩm nông nghiệp đặc hữu đã và đang phát triển thành sản phẩm hàng hóa. Nhờ tận dụng tiềm năng thế mạnh của địa phương, huyện Hòa An đã gặt hái được sản phẩm nông sản mang lại thu nhập khá cao cho người dân. Điển hình trong số đó, ngoài cây thuốc lá, phải kể đến cây khoai tây, lúa Japonica, ớt xuất khẩu, giống na chi lăng. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện Hòa An triển khai các giải pháp tăng diện tích, sản lượng, đưa nông sản trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương. Tiếp tục thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp thông minh, với mục tiêu hình thành nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao. Từ năm 2018, huyện Hòa An đã hợp tác liên kết sản xuất với công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn môi trường và nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển hai loại cây là ớt và gừng. Trong đó, trồng thử nghiệm gần 3 hectare ớt xuất khẩu tại xã Hồng Việt. Kết quả đã cho thu hoạch, năng suất ước đạt khoảng 2 tấn trên 1 hectare, với giá bán trung bình 15.000 đồng trên 1 kg ớt tươi. Mỗi hectare ớt cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Ớt là loại cây dễ trồng, không kén đất. Từ lúc xuống giống đến khi cho quả chín là 3 tháng, đều trong thời gian khoảng 6 tháng tiếp theo. Năng suất ớt hữu cơ so với việc trồng truyền thống là ngang nhau, thậm chí ớt hữu cơ còn cho quả to đều, cây và mẫu mã đẹp hơn cách trồng truyền thống. Thực tế trồng tại xã Hồng Việt cho thấy, đầu tư 1 hectare ớt chi phí hết 45 triệu đồng, doanh thu 125 triệu đồng. Trừ tất cả các chi phí thì người nông dân có thu nhập 79 triệu đồng trên 1 hectare. Nhờ có doanh nghiệp lo đầu vào, bao tiêu đầu ra, hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và ứng dụng khoa học kỹ thuật, nên nhiều hộ nông dân ở xã Hồng Việt, Hoàng Tung, Đức Long đã mạnh dạn tham gia chuyển đổi những diện tích cây lúa, trồng ngô kém hiệu quả sang trồng 8 hectare ớt xuất khẩu. Do trước đây bà con chủ yếu trồng tự phát các loại cây có giá trị kinh tế cao, thì nay họ đã biết trồng các loại cây phù hợp thông qua việc tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu thị trường, chứ không sản xuất tràn lan để đưa ra thị trường, dẫn đến cung lớn hơn cầu. Từ nhận thức trên, tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ cũng dần bị xóa bỏ. Thay vào đó là hoạt động của các mô hình tổ hợp tác xã, nhóm sản xuất để cùng nhau xây dựng kế hoạch, hướng phát triển. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng giúp cho các xã trong huyện Hòa An hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Dase là doanh nghiệp chuyên về gia vị và thảo dược của Việt Nam, được đánh giá là một trong những công ty hàng đầu về sản xuất chế biến, xuất khẩu các sản phẩm gia vị hữu cơ tại Việt Nam. Bên cạnh việc hợp tác với Hòa An, hiện công ty đã liên kết sản xuất nông sản hữu cơ cây gừng châu tại các xã vùng cao lục khu huyện Hà Quảng, đã đạt được chứng nhận hữu cơ quốc tế của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Sản phẩm sau khi thu hoạch được công ty bao tiêu và chế biến tại nhà máy nhằm đạt được các tiêu chuẩn cao nhất của thị trường. Phần lớn được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore. Theo kế hoạch, năm 2023, Hòa An trồng hơn 20 hectare ớt, nhưng do thời tiết nắng hạn, mặt khác là năng lực quản lý của người nông dân và hợp tác xã còn hạn chế. Việc ký hợp đồng với doanh nghiệp, người dân chưa tuân thủ nghiêm các khâu chăm sóc thu hoạch, khi triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân còn lúng túng. Quá trình trồng ớt đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao hơn trồng lúa và cây hoa màu khác. Chính vì vậy, trong quá trình chăm sóc, cần phải chú ý để phòng ngừa bệnh cho cây, đồng thời chú ý thời gian để làm giàn khi cây lớn, tránh để cây bị gãy dập. Tuy nhiên, do được công ty hướng dẫn về kỹ thuật và được hỗ trợ cây giống, phân bón, phun thuốc, nên người dân trồng ớt cũng yên tâm. Để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp nhận bao tiêu sản phẩm, huyện Hòa An đang phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền nông dân chuyển đổi cây trồng trên những diện tích sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng ớt. Có thể thấy, việc trồng ớt hữu cơ theo mô hình liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đã và đang mở ra hướng đi mới đầy hứa hẹn, không chỉ giúp giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp thông minh giai đoạn 2021-2025, huyện Hòa An xác định hình thành nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao, tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về nông lâm nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, giảm nghèo bền vững, xây dựng vùng nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung,
các sản phẩm nông nghiệp có năng suất chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật Việt Gap, Global Gap, hữu cơ và có sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Vâng, xác định được lợi thế của huyện này có cái lợi thế về sản xuất nông nghiệp ấy, thì ngay từ đầu nhiệm kỳ thì Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng có cái chương trình trọng tâm về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp thông minh. Đấy, theo đó thì cũng đã xác định các cây trồng mà có thế mạnh, có giá trị để tìm kiếm các cái nhà đầu tư để liên kết và đầu tư và tiêu thụ sản phẩm. Thế thì trong những năm gần đây thì huyện cũng đã xác định được 10 cái cây trồng để chúng ta để liên kết. Đấy, thì trong niên vụ 2022-2023 này thì tại cái vụ đông xuân này thì đang triển khai liên kết đối với cây ớt Chỉ Thiên. Và mới gần đây thì vụ đông xuân thì có làm thí điểm cái mô hình là liên kết tiêu thụ cái đậu tương rau. Đấy, và trong cái thời gian còn lại của năm 2023 thì theo thời vụ thì huyện sẽ tiếp tục liên kết đối với đơn vị mà trồng rừng. Đấy, và sẽ tiếp tục nhân rộng để mở rộng cái diện tích liên kết để thành cái vùng hàng hóa. Và ngay từ đầu năm thì huyện cũng đã ban hành kế hoạch xác định cái địa điểm thực hiện và phân công cho các cái phòng ban chuyên môn cũng như là chỉ đạo xã để thực hiện. Để tiếp tục khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển nông lâm nghiệp, lãnh đạo huyện Hòa An làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quy hoạch vùng, quy trình sản xuất đối với cây trồng đặc hữu có giá trị kinh tế cao, liên kết trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, đồng thời làm việc với một số doanh nghiệp tại các tỉnh Lạng Sơn, Ninh Bình, Nam Định để mở rộng vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Bước đầu đã đạt một số thỏa thuận về bao tiêu sản phẩm, phát triển mô hình cây trồng mới theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Để tránh được tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa, đến nay huyện Hòa An đã tích cực liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất các cây trồng đặc hữu nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm trước, các xã Hoàng Tung, Hồng Việt đều trồng khoai tây trong vụ đông. Nhưng khi thu hoạch, giá thu mua thực phẩm đều phụ thuộc vào thương lái, khiến thu nhập bấp bênh. Giờ tham gia liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Hòa An, không chỉ được hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cung ứng phân bón và giống trà chậm, mà toàn bộ sản lượng khoai tây sau khi thu hoạch đều được doanh nghiệp bao tiêu. Nhằm tiếp tục khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, vụ đông xuân năm nay, huyện Hòa An đã trồng được 55 ha cây khoai tây, chủ yếu tại thị trấn Nước Hai 30 ha, Hồng Việt 15 ha, Hoàng Tung 10 ha. Qua đó, các xã đã xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất với doanh nghiệp để tiêu thụ theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đồng thời hướng dẫn các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất khoai tây sạch, an toàn, ngay từ khâu chọn giống đến trồng, chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch và bảo quản khoai tây. Đây là giống khoai tây Marabel, ruột vàng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, chống chịu tốt với bệnh sương mai. Thời gian sinh trưởng là 3 tháng, khả năng phân nhánh sớm, cho năng suất chất lượng khoai tốt, trọng lượng trung bình củ đạt cao. Theo đánh giá vụ đông xuân 2022-2023, cây khoai tây cho năng suất 15 tấn trên 1 hectare, tổng sản lượng ước đạt 120 tấn. Với giá thị trường từ 6 đến 10.000 đồng trên 1 kg, thì mô hình cây khoai tây mang lại giá trị gần 120 triệu đồng trên 1 hectare, lợi nhuận 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng trên 1 hectare. Trước đó, vụ đông xuân năm 2021, xã Hồng Việt đã trồng 48 ha cây khoai tây, tập trung nhiều tại các xóm Bác Cậy, Thanh Hùng, Bình Long, Bác Cam, Lam Sơn Hạ, Lam Sơn Thượng, Già Đóng. Sản lượng đạt khoảng 250 tấn. Mô hình được trồng theo chuỗi liên kết giá trị trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Visa hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ 70% giống và phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân dẫn đến sự liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm chưa bền vững, khiến cho nhiều hộ không mặn mà nhân rộng diện tích cây trồng đặc hữu này. Với hiệu quả từ cây khoai tây mang lại, trong thời gian tới,
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Hòa An tiếp tục phối hợp với huyện Hòa An tuyên truyền vận động người dân phát triển mô hình trồng khoai tây tại các xã có tiềm năng. Mặc dù trồng khoai tây không phải là mô hình mới, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương và sự vào cuộc tích cực của cơ quan chuyên môn nên toàn bộ diện tích khoai sinh trưởng phát triển tốt. Với cách thức, quy trình tổ chức sản xuất mới, việc chuyển đổi cây trồng vụ đông xuân phù hợp sẽ góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hướng tới một nền sản xuất ổn định tại địa phương. Với hiệu quả từ cây khoai tây mang lại, trong thời gian tới, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Hòa An tiếp tục phối hợp với huyện Hòa An tuyên truyền vận động người dân phát triển mô hình trồng khoai tây tại các xã có nhiều tiềm năng. Hợp tác với cái nông dân ở các xã là bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ về cái chỉ đạo về cái kỹ thuật để cho bà con làm có cái năng suất cao, chất lượng tốt, và chúng tôi mua sản phẩm. Khi làm ấy, chúng tôi sẽ gắn kết với người nông dân, chúng tôi đưa ra cái quy trình chuẩn, cung ứng cho cái giống chuẩn và hướng dẫn người nông dân làm theo chúng tôi, từ gieo trồng, bón phân, tưới nước, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, sẽ tăng được cái sản phẩm hàng hóa, tăng được cái thu nhập cho bà con nông dân, nhất là cái vùng phía Nam Hòa An này. Qua cái chúng tôi làm mấy cái sản phẩm về nông nghiệp rồi ấy, thì tôi thấy rằng là về cái thứ nhất là về đối với bên lãnh đạo chính quyền huyện ấy, thì cũng như là bên phòng nông nghiệp Hòa An là cái phòng chức năng ấy, cũng đã quan tâm động viên công ty về triển khai những cái trong cái lĩnh vực nông nghiệp này. Từ năm 2021, sau khi huyện Hòa An thành lập đoàn công tác đến tham quan, tìm hiểu những kinh nghiệm trồng cây na ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đến nay vùng trọng điểm trồng na chủ yếu là các xã Hồng Việt, Hoàng Tung, Nguyễn Huệ với diện tích hơn 150 ha. Thấy được hiệu quả kinh tế, huyện Hòa An đã triển khai thành công mô hình điểm, có hàng trăm hộ tham gia và trồng được gần 10.000 cây. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cắt tỉa, tạo tán, thụ phấn bổ sung, trồng mới cây na cho nông dân các xã. Đến nay huyện Hòa An phát triển hơn 30 ha, trong đó xã Hồng Việt trên 13 ha, Hoàng Tung hơn 3,3 ha, Nguyễn Huệ trên 13,6 ha. Đây là tiềm năng cần tiếp tục mở rộng diện tích đối với cây trồng này, có thể lên tới gần 100 ha. Na Hòa An luôn bán được giá trung bình từ 30 đến 45.000 đồng trên 1 kg, đầu vụ hơn 60.000 đồng trên 1 kg. Giá trị kinh tế mỗi cây na sau áp dụng kỹ thuật có thể đạt 400 đến 450 triệu đồng trên một hecta. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về khoảng 200 triệu đồng trên một hecta. Hiện nay trên địa bàn xã Hồng Việt đã có hơn 13 ha về cây na, và tới nay những năm tiếp theo nữa là xã sẽ tuyên truyền bà con mở rộng thêm diện tích để có cái hàng hóa ở trên địa bàn rộng hơn, xã cũng muốn là mở cái thương hiệu riêng về cái sản phẩm na của Hồng Việt để bán ra thị trường ấy, thì xã cũng có cái kế hoạch để là đăng ký sản phẩm ô cốp na trên địa bàn xã Hồng Việt. Thì vừa rồi chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động rồi, nhưng mà bà con năm nay ảnh hưởng về cái thời tiết ấy, thì na năm nay sai ít. Thế thì bà con cũng hứa là sang năm thì sẽ đăng ký cái thương hiệu quả na, thành sản phẩm ô cốp của thương hiệu quả na xã Hồng Việt. Na là một loại cây ăn quả khá phổ biến, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Nếu được chăm sóc tốt, năng suất ngày càng cao và sẽ kéo dài thời gian cho quả. Cùng với việc bón phân tưới nước đầy đủ, cắt tỉa là biện pháp kỹ thuật để góp phần khắc phục hiện tượng chóng tàn, làm cho cây khỏe, trẻ, hạn chế được sâu bệnh hại, sai quả, quả to. Hàng năm bà con cần tiến hành cắt tỉa cho đến khi cây già, không thể cho quả được nữa mới chặt bỏ và trồng mới. Với cây đã già, có thể cải tạo bằng cách cưa gốc, trừ lại cách mặt đất khoảng 50-60cm, sau đó bón phân tưới nước để cho cây mọc cành mới. Trong số những cành mới mọc, chỉ nên giữ lại 2-3 cành chính để sau này phát triển thành khung tán mới của cây. Với cây chưa cho quả, chủ yếu là tạo hình cho khung cảnh vững chắc, cân đối hấp thụ được nhiều ánh sáng.
khung tán cấu tạo và cắt tỉa theo hình tháp hay theo hình bán cầu. Với cây đang thời kỳ cho quả và cho năng suất cao, cần tỉa bỏ những cành sâu bệnh, cành mọc yếu, cắt cành vượt, tạo cho cây thông thoáng. Với những yếu tố thuận lợi về điều kiện tự nhiên, có giống cây trồng, vật nuôi riêng có, huyện Hòa An có lợi thế sản xuất nhiều cây trồng đặc hữu khác như cây dứa, giống lúa chất lượng cao, cây ăn quả, rau xanh các loại. Đây là cơ hội hướng đi mới rất quan trọng cho phát triển kinh tế, tiếp tục phát huy vai trò là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Sản xuất trồng cây đặc hữu không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp mà còn đem lại nhiều lợi ích khác, tạo bước chuyển biến cho nông dân thay đổi tư duy sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần tích cực xây dựng môi trường sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chuyên mục Cao Bằng tiềm năng và phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.